Trong video này chúng ta sẽ có 5 câu kiểm tra từ vựng. Các bạn cùng thử sức nhé. Chúng ta cùng quan sát 5 câu đang xuất hiện trên màn hình. Câu thứ nhất có nghĩa là gì đấy các bạn? Chúng tôi sẽ có một bữa tiệc bất ngờ cho Susan vào thứ bảy tuần tới. Vì vậy đừng tiết lộ bí mật bằng việc nói bất kỳ điều gì với cô ấy. Câu số 2, nếu như bạn nói những điều xấu về người giao việc thì bạn ăn cháo đá bát. Câu số 3, hầu hết các trường đại học đều đào tạo các cố vấn, người mà có thể trấn an và an ủi các học sinh có các vấn đề về cá nhân hoặc là vấn đề về học tập. Câu số 4, bề mặt của trái đất được bao phủ bởi một vùng nước rộng lớn mà chúng ta gọi là đại dương và biển. Câu số 5, nếu như bạn nếm thử nước từ biển thì bạn sẽ biết rằng không giống như nước ngọt, nước biển có vị mặn. Anything to her. We are having a surprise party for Susan next Saturday, so don't give the secret away by saying anything to her. If you say bad things about the person who give a job, you bite the hand that feeds you. Most universities have trained counselors who can reassure and console students who have academic or personal problems. The Earth's surface is covered by large areas of water which we call oceans and seas. If you have tasted the water from the sea, you will know that, unlike fresh water, sea water tastes salty.